quá nhiều máy luôn rồi. Gồm nè, các cô chú anh chị nào có xem được video của Cao Đỗ Vlog thì nếu có thương yêu kênh Cao Đỗ Vlog thì cho Cao Đỗ Vlog một like, một lượt đăng ký. Chiếc này nó xài cabin kiến thì nó có máy điều hòa ở trong luôn nha các cô chú anh chị, cho nên là mình không sợ nắng ha, cũng không có sợ vấn đề mưa gió. Thì ôi ôi coi kìa, nó lầy mà nó lúng kìa, lúng bên luôn rồi, nghiêng luôn rồi. Ôi giật lên quá trời. Thì bữa nay mình thấy có chiếc máy rất là lạ nha, máy này mình nghĩ là của Trung Quốc nha. Thì mình thấy nó đang chạy nè, nhưng mà nó cũng rất là tốc độ. Ở đây cái chiếc cầu kéo nó lúng nè các cô chú anh chị ơi, nó lúng mà nghiêng qua một bên luôn nè. Bây giờ mắc thảy lúa ra hết mới lên các cô chú anh chị, quá trời luôn. Mấy chiếc 100 này còn rất là đẹp các cô chú anh chị ơi, đây là mới vừa xuống đồng luôn nè. Giờ mà máy nào còn ở đây thì có chiếc máy bay nữa đang bay để mà hỗ trợ cho lúa mau khô các cô chú anh chị ơi. Vì cánh này thì mình thấy cũng còn lúa rất là nhiều nha, mình thấy nó cũng rất là đẹp nè. Thì mình thấy những chiếc máy này cắt cũng xịp, cũng rất là đạt nha các cô chú anh chị. Ôi ôi đây thì máy nó mắc lầy nè các cô chú anh chị ơi, cái máy này nó mắc lầy ghê hồn trời. Nó cắt bánh đầu kìa, cầu kéo mà cũng cắt bánh đầu nữa nè các cô chú anh chị. Tại vì mình thấy chắc lúa phía sau nó nặng, chắc độ là mình chạy. Cao Đỗ Vlog xin mến chào quý cô chú và anh chị. Bữa nay Cao Đỗ Vlog tiếp tục hành trình ra đồng ruộng nha các cô chú anh chị. Thì bữa nay mình thấy có chiếc máy rất là lạ nha, máy này mình nghĩ là của Trung Quốc nha. Thì mình thấy nó đang chạy nè, nhưng mà nó cũng rất là tốc độ. Chiếc máy này nó rất là đẹp luôn nha, mẫu mã thì mình dòm thấy nó rất là khác lạ với Kubota của DC70, DC105, DC108 các cô chú anh chị. Đó. Còn máy này thì mình thấy nó cũng rất là đẹp nè. Thì mình thấy những chiếc máy này cắt cũng xịp, cũng rất là đạt nha các cô chú anh chị. Thì bữa nay mình cập nhật tình hình ở đây thì mình thấy máy đẹp rất là nhiều. Những chiếc máy này thì máy mới nha, nhập từ ở nước ngoài về không chứ không có máy ở đây. Còn ở đây thì mình thấy quá nhiều máy luôn rồi. Gồm nè, và các cô chú anh chị nào có xem được video của Cao Đỗ Vlog thì nếu có thương yêu kênh Cao Đỗ Vlog thì cho Cao Đỗ Vlog một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ các cô chú anh chị. Cao Đỗ Vlog xin cảm ơn nha, để Cao Đỗ Vlog có tiếp tục động lực để quay những chiếc máy đẹp ở trên cánh đồng ruộng cho các cô chú và anh chị xem. Ở đây thì mình thấy miếng đất này cũng còn rất là lớn nha các cô chú anh chị. Ồ, cái chiếc 70 cabin kiến nha, máy này cũng rất là đẹp luôn. Máy này là máy nhập không các cô chú anh chị ơi, chứ không có phải máy nghĩa địa ở đây nha. Máy rất là đẹp á, cánh đồng này mình thấy cắt máy đẹp không. Chiếc này nó xài cabin kiến thì nó có máy điều hòa ở trong luôn nha các cô chú anh chị, cho nên là mình không sợ nắng ha, cũng không có sợ vấn đề mưa gió. Thì mình đậu lại mình vẫn ngồi trong đó, vẫn là không tạt mưa luôn các cô chú anh chị. Còn ở đây thì có chiếc máy bay này nó đang bay để mà hỗ trợ cho lúa mau khô các cô chú anh chị ơi. Vì cánh này thì mình thấy cũng còn lúa rất là nhiều nha, chiếc máy bay này thì đang bay để cho lúa mau khô nước để mà máy cắt. Ở đây mình thấy toàn là máy đẹp không ha, 70 lút, 70 mà cabin kiến các cô chú anh chị, quá đẹp luôn. Thì thường thường mình đi quay các cô chú anh chị thì mình thấy những chiếc máy đẹp thì mình cũng sẽ cập nhật cho các cô chú xem. Còn đây là chiếc máy Trung Quốc nè,
Thì mình không biết là mấy chiếc máy này nó có bền không nha, nhưng mà tốc độ thì nó chạy cũng không thua về Kubota nha các cô chú anh chị. Tốc độ của nó cũng rất là dữ dội đó, mình thấy nó chạy rất là tốc hành nha. Máy này là nó để cái số là 120, mình cũng không rành về máy mấy cái máy mới gì các cô chú anh chị. Mình chỉ biết Kubota là nhiều nha. Ở đây thì mình thấy chiếc 105X nè. Ở đây cánh đồng này cắt 105 với cũng có 108 nữa các cô chú anh chị. Và đa số là máy mình thấy máy đẹp đẹp không nha. Hai chiếc đang cắt song song nhau nè. Trên thì mình quay xuống thấy rất đẹp ha. Trời ơi, này test cổ kéo kìa, ghê hồn không? Nó cắt bánh đầu kìa. Cổ kéo mà cũng cắt bánh đầu nữa này các cô chú anh chị. Tại vì mình thấy chắc lúa phía sau nó nặng, chắc độ là mình chạy số 1 mình nhóm ga thì nó sẽ cắt bánh đầu nha. Ông test test là Cổ kéo ở đây thì mình thấy nó chở cũng khá là nhiều các cô chú anh chị. Thấy chắc thấp thấp gì chứ cổ kéo bề ngang nó lớn các cô chú anh chị, với dài á thì mình thấy thấp thôi là nó rất là nhiều lúa nha. Nó nằm khoảng 5-70 bao rồi đó. Còn nếu mà cắt cao lên chút nữa là nó lên tới mấy 100 bao luôn đó. Thì đa số hôm trước tới nay thì mình cập nhật ở cái cánh đồng Kiên Giang thì mình thấy đa số là máy cổ kéo này nó chở rất là nhiều các cô chú anh chị, xài cổ kéo lớn không. Mấy chiếc 100 này còn rất là đẹp các cô chú anh chị ơi. Đây là mới vừa xuống đồng luôn nè. Giờ mà máy nào máy nấy thì giờ mình thấy rất đẹp nha. Cánh này thì nó mới vừa cắt chút đỉnh hả các cô chú anh chị ơi. Thì bữa nay mình cũng cập nhật cánh đồng này để các cô chú anh chị cùng xem cùng cao đổ lóc. Rồi chúc cho các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha. Cái chiếc 100 này cắt cũng như tốc hành nè. Lúa này thì mình thấy nó cũng đứng chứ không có xịp ha. Đó, ở đây thì có chiếc 108 nè. Cánh đồng này thì nước khai ra không được các cô chú anh chị, chỉ bơm thôi. Mà con đám mưa thì bắt đầu nó lỉnh bỉnh nè. Làm như dùng đất nạ nó gom lại các cô chú anh chị. Đa số 108 nó cắt rất là tốc hành nha. Nhưng mà nước thì đa số ở đây mình thấy nước rất là nhiều, mưa là đọng liền. Ôi ôi đây thì máy nó mắc lầy nè các cô chú anh chị ơi, cái máy này nó mắc lầy ghê hồn trời. Để coi anh này nó hỗ trợ lên không nha. Chiếc 105 nó hỗ trợ lên nè. Thì mình thấy chiếc DC70 này nó mắc lầy cũng khá là nặng các cô chú anh chị. Thì các cô chú anh chị thấy cái mặt đất nè, dưới cái bình thùng này ha. Nó là mất tiêu bánh xích luôn á. Thì có anh 105 lại hỗ trợ mà mình không biết thì nó lên hay không nha. Đang bắt đầu chuẩn bị kéo nè các cô chú anh chị. Năm nay thì mình thấy những cánh vụ ba các cô chú anh chị. Nước rất là nhiều bởi vì mưa đó, nhiều nhiều khi mưa liên tục á thì nước nó đâu có khô được các cô chú anh chị, cho nên là nó dễ lúng lầy lắm nha. Cho nên là những chiếc máy mà mình thấy nó lúng lầy á là có khi là nó sẽ lúng luôn mắt bánh xích luôn á. Rất là nặng nề, nó lúng dữ lắm lúng luôn. Anh kéo lên rồi các cô chú anh chị ơi. Kéo cũng rất là nhẹ nha, tại vì chiếc 105 nó nằm ở trên nó có cái đà thì nó kéo rất là mạnh cho nên nó dễ lên lắm các cô chú anh chị. Ở cánh đồng này thì cao đổ lốc thấy máy rất là đẹp không các cô chú anh chị. Đa số thì chiếc nào cũng đẹp nha. Có những chiếc máy mấy cái máy Trung Quốc á thì nó mới không, thành ra nó rất là đẹp. Mà mình không biết cái độ bền của nó như thế nào thì mình không biết nha. Thì theo mình nghĩ là chiếc Kubota thì chắc độ bền nó cao hơn nha. Còn ở đây thì mắc lầy rồi.
Bây giờ mấy anh này phải cắt lúa để cho trống chỗ để mà kéo lên các cô chú anh chị ơi. Thấy thua nè. Quá trời luôn rồi. Năm nay nó lúng lầy rất là nhiều nha, cho nên là những bà con chủ máy hoặc là bà con chủ đất đều cũng phải gian lao các cô chú anh chị ơi. Ở đây thì cái lung á, cho nên là nó cấy không nè, nó thưa 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 nè. Ôi ôi, coi kìa, nó lầy mà nó lúng kìa, lúng bên luôn rồi, nghiêng luôn rồi. Ôi ôi, giật lên. Quá trời. Mấy chiếc máy quơ này nó, mình nghĩ cái độ nặng của nó chắc cũng khoảng tầm với máy DC 100 rồi các cô chú anh chị. Giật, ôi ôi, giật lên kìa. Khủng khiếp. Lúng mà nghiêng một bên luôn các cô chú anh chị ơi. Giật, giật lên kìa. Thì máy mắc lầy thì phải giật các cô chú anh chị. Giật gì đó là nó mới lên nha. Nó giật quá trời giật luôn rồi. Mà cái chiếc cầu kéo thì nó không có lúa cho nên nó không được nặng không. Lúng hết biết luôn rồi. Vụ này mà nó chịu lúng là nó lúng dữ lắm các cô chú anh chị ơi. Máy này là cái máy DC 93 nha các cô chú anh chị. Nhưng mà nó gắn cái hàm của 105. Độ hàm 105. Quá trời lúng rồi, nó lúc tuột bên xích rồi, mất tiêu luôn rồi. Khủng khiếp luôn các cô chú anh chị ơi. Nhưng mà cỡ nào thì cũng phải cho lên, tại vì mấy cái máy này thì nó cũng dễ lên. Cho hôm trước thì mình cũng có đăng những cái clip mà máy nó lúng mà mắc cù ve đó, là nó quá nặng các cô chú anh chị. Đó, nó giật kìa, ghê hồn không, khủng khiếp luôn. Quá trời lúng cỡ này để mà quá khứ luôn. Đây là chiếc DC 70 các cô chú anh chị ơi. Đó, lên luôn rồi, lên luôn rồi. Ở đây cái chiếc cầu kéo nó lúng nè các cô chú anh chị ơi, nó lúng mà nghiêng qua bên luôn nè. Bây giờ mắc thảy lúa ra hết mới lên các cô chú anh chị ơi. Quá trời luôn, nó lúng là nó nghiêng các cô chú anh chị thấy không, nó nghiêng là một bên là mất tiêu luôn, cũng khiếp thiệt. Quá trời luôn. Rồi thì đến đây Cò Đỏ Vlog cũng xin kết thúc video ở đây các cô chú anh chị. Hẹn lại các cô chú anh chị video tiếp theo của Cò Đỏ Vlog nha. Đây là chiếc DC 108 nè. Cắt thì mắc để lúa lên cầu kéo luôn các cô chú anh chị. Rồi xin chào tạm biệt.